Chuyện ma kinh dị do thính giả gửi. Tập số 2. Chuyến xe đêm. Tác giả Tiêu Hà, Triều Dương. Hiện thực và ảo ảnh đôi khi chỉ tách biệt nhau bởi một làn danh có độ dày không hơn một làn khói. Một hơi thở cũng đủ thổi tan đi làn danh đó, khiến cho hai thế giới trộn lẫn vào nhau, đánh lừa mọi giác quan và tâm thức của ta. Hoặc giả có đôi khi bởi hiện thực tàn nhẫn quá, mà có người cứ đắm chìm trong ảo mộng, cố níu lấy những gì đã qua, mãi không tỉnh. Anh hai ơi, chạy xe xuống đón em với. Giọng Thư năn nỉ vọng qua điện thoại, xen lẫn với tiếng nhạc sập sình chát chúa, cùng tiếng lè nhè của đám thanh niên, chắc hẳn là đang phiêu ở cõi nào, làm mất trường phải ép chặt cái điện thoại vào lỗ tai mới miễn cưỡng nghe ra được con bé đang nói gì. Này, có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả? Mặt trường méo lại như bánh tráng nướng, nhìn đến cái đồng hồ treo trên tường phòng khách, điểm qua 11 giờ đêm. Kim dây y ạch nhích từng nhịp lê thê buồn bã, cố kìm chế tông giọng đang mỗi lúc một vút lên. Thôi, tôi xin cô, lớn rồi, có chân rồi thì tự đi mà về, thế nhá. Quả tình là trường cáu lắm rồi. Ai đời đã đi chơi quá giờ giới nghiêm thì chớ, lại còn dám gọi điện bắt anh trai phải đi đón về. Nhưng mà chúng nó cũng hết rồi, nằm cả đống cái kìa. Cái đứa chở em đi còn đang Liverpool ở gốc cây kìa. Anh mà không đến đón em thì em chả biết làm thế nào để về cả. Thư lại tiếp tục cái giọng mè nheo, ngọt như một cốc trà sữa trân châu nhiều đường ít đá, thứ cô nhóc thường xuyên đem ra đối phó mỗi khi ông anh trai có dấu hiệu sắp lên cơn điên, hoặc mỗi lúc cần xin tiền. Anh bảo này, đi ra ngoài ngó xem có cái nhà nghỉ nào không thì chui vào đấy mà ngủ tạm đi, rồi sáng mai tự động bắt xe ôm đi về. Nhà đóng cổng khóa cửa rồi, chả ai dỗi hơi mà lết ra đường giờ này đâu. Thôi, cứ coi như là anh mày chết rồi, nhá. Xả ra một tràng xong, trường cúp máy pháp một, tay phải nhét con Nokia cục gạch, trọi chó, lõ đầu vào túi quần. Tay trái với cái áo khoác nhăn nhúm treo trên giá, mắt nhìn quanh tìm chìa khóa xe, thở dài thườn thượt. Cái phận làm anh nó khổ thế, miệng mắng cho bỏ tức thôi, chứ ai dám yên tâm để cho đứa em gái mới lớn ngủ đêm một mình ở chỗ lạ được. Em mới chả út, mày báo đến thế là cùng. Thái từ trong nhà trong chạy ra phòng khách, thấy trường đang dắt con xe Jim lão thành ra. Mày đi đâu đấy? Đón cái Thư à? Vâng, em đi rước cô em gái quý hóa của anh đây. Ai bảo thường ngày anh chiều nó cho lắm vào. Thái cười xòa. Làm như mày không chiều nó ấy, mày chả đồng ý cho nó đi chơi còn gì. Trường nhìn Thái, thấy ông anh mặc áo gió, quần dài, lại xỏ giày bata, ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh định đi đâu giờ này? Mày xuống phố đi đón cái Thư thì tiện thể chở tao ra bến xe hộ cái. Tao đi lấy hàng, nhà xe họ vừa gọi, chở tao ra đấy thôi, sau tao bắt xe ôm về. Hàng có nhiều không? Lát nữa chở con bé về thì em vòng lại. Không cần. Thái lắc đầu rồi trèo lên yên xe. Chiếc xe cà tàng khởi động, cắt lên một tràng rên rĩ rồi vọt đi, lao mình vào con ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp. Nhà có ba anh em, Thái là anh cả, sau đến trường, rồi Thư là em út. Con bé Thư vừa lên cấp 3 thì bố mẹ lần lượt qua đời. Trước sau chỉ có một năm mà ba anh em thành ra côi cút. Khi ấy Thái vừa đang học dở đại học, vì tương lai hai đứa em ruột mà quyết định bỏ ngang, nghỉ học đi làm kiếm tiền lo kế sinh nhai cho cả nhà. Cái câu anh cả nói đến giờ trường còn nhớ như in. Bố mẹ mất rồi thì vẫn còn anh đây, có thế nào cũng phải lo cho hai đứa học hành đến nơi đến chốn mới được. Hôm ấy hình như cũng là một ngày thu xe sắt như thế này. Xe chạy bon bon ra đường lộ, đi giữa hai hàng cây bằng lăng khẳng khiu giặt dẹo, vì ít được chăm bón, cành nhánh gầy guộc trơ ra, cố níu giữ những chiếc lá úa vàng đã kết thúc vòng đời và sẵn sàng về với đất. Một trận gió lùa qua, kéo giật đám lá vàng rơi lả tả, gió thốc vào mặt trường, lạnh buốt. Quái lạ, mới tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế này. Trường hít hà mấy hơi, kéo kín cổ chiếc áo da lên cho ấm, đoán rằng năm nay rét sớm.
Liếc ra sau, thấy ông anh chỉ mặc mỗi một cái áo gió mỏng tang. Hắn hỏi: "Ui giời, anh có thấy lạnh không?" Mặt Thái khuất dưới bóng cái mũ bảo hiểm sùm sụp, nhìn không ra biểu cảm. "Không, cứ đi đi." "Lại còn bảo không?" Hai hàm răng của hắn còn đang giao lưu văn nghệ đây. Trường thầm nghĩ, giảm tốc độ đi chậm lại cho đỡ lạnh. Đường quốc lộ đêm khuya, đám xe chở hàng với cánh tài xế ăn đêm nghiễm nhiên thành bá chủ. Xe tải hàng với xe đầu kéo thả sức lao vun vút, chả cần kiêng nể gì. Con sim cà tàng của hai anh em vốn không có cửa mà đua tranh, buộc phải nép sát vào mé trong, lầm lũi đi. Thi thoảng lại giật cục như ông già đang ăn cơm thì bị nghẹn vậy. Thái đột ngột lên tiếng: "Đợi xong chuyến hàng này có tiền, anh sẽ mua cho mày chiếc xe mới mà đi." Giọng Thái đều đều và chậm rãi. Vì lạnh nên luồng hơi phả ra, làm cho gáy của Trường cảm giác dâm gian nổi da gà. Trường không để ý, chỉ lắc đầu gạt đi. "Thôi, không cần đâu anh. Cái xe này em chạy còn tốt chán. Anh để tiền đấy mà lo cưới vợ. Bọn em mài răng chờ ăn cỗ của anh cả năm nay rồi. Ông anh xem làm thế nào thì làm. Cuối năm nay phải đưa về nhà bà chị dâu." "Chà bố nhà anh." Thái phá lên cười, gõ lên cái mũ bảo hiểm của Trường cái cúc, đổi giọng cằn nhằn: "Đến lượt anh chị quản chuyện của tôi đi à? Anh chị lo cái thân mình trước đi, là tôi mừng lắm rồi. À mà thằng này, mấy cái thất thối trong chậu quần áo của tao là mày đúng không? Vứt ra đấy để thằng anh này giặt hộ à? Còn cả cô em út nữa, con gái con đứa ngủ dậy có mỗi cái chăn mà không biết gấp, chờ cắm mỗi cái nồi cơm thì lại quên bật nút. Kiểu này mà về nhà chồng, mẹ chồng lại chả gửi về nơi sản xuất, lúc đấy cái mặt già của tao giấu ở đâu? Lại được cả chú mày nữa. Thôi 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 em xin. Vâng vâng biết lỗi rồi. Tao bảo chú mày, đàn ông đàn an, áo quần thì luộm tuộm, tóc tai để như cái thằng bợm ấy. Mày vác cái quả đầu này đấy mà đi tán gái à? Để tao chống mắt lên xem có đứa nào nó chịu ưng mày không. Lần sau cấm chỉ." "Thôi thôi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Đàn ông mà nói lắm như anh ấy, vợ nào nó chịu được, bảo sao mà cứ ế." Chí choé thế thôi, chứ Trường thừa hiểu rằng bao năm nay anh cả lần nữa không chịu lập gia đình chỉ là vì muốn dành thời gian lo cho hai đứa em ruột. Gần chục năm nay anh thay mẹ thay cha gồng gánh gia đình. Cũng từ đấy mà anh thành ra cái tật cằn nhằn nói nhiều nói dai, hễ mở máy là nói mãi. Cảm tưởng như chỉ cần dúi cho anh một cái mic, anh có thể đi thi hùng biện ngay được. Những lúc như thế cứ giả điếc là xong, mà nghe mãi cũng quen. Đến chừng không còn nghe được nữa, lại thấy như thiếu vắng thứ gì, không sao bù đắp được. Cái gọi là tình cảm gia đình chẳng phải là thứ gì xa xôi, đều hiện diện trong những điều vụn vặt thế này cả. Đi hết đường quốc lộ là đến đèo. Cung đường đèo mang tên rất thật kêu, Phượng Hoàng, nối giữa cái huyện kia với nơi ba anh em sinh sống ở thành phố, chỗ con bé Thư đang ở. Nó vô cùng nổi tiếng với những chuyện kinh dị. Người trong vùng đồn rằng hồi xưa lúc nhà nước khởi công làm đường, không biết bên thi công động thổ thế nào mà động lên đầu sơn thần, làm cho sơn thần nổi giận, ngài của phạt. Cánh thợ thuyền gặp đủ chuyện không hay. Nào là đêm đêm cứ nghe thấy tiếng khóc la văng vẳng, tiếng máy xúc máy ủi tự dưng đứng ì ra, rồi tảng đá từ trên cao cứ nhè đầu thợ thi công mà lăn xuống, khiến cho đường dù ngắn mà lại làm mãi không xong. Cái công trình vốn dự kiến hoàn thành trong một tháng mà cuối cùng ì ạch mãi đến hết năm mới ngừng. Đường đưa vào lưu thông, hôm đầu tiên mở bát ngay bằng một vụ tai nạn. Hai chiếc xe tải ngược chiều húp nhau vỡ tan tành. Nhà thầu hôm trước hớn hở cười cắt băng khánh thành, hôm sau mặt xanh như đít nhái, gọi nhau đem bản đồ thi công các thứ ra xem lại. Từ dạo ấy, giống như thành một cái rớp, đèo Phượng Hoàng xảy ra tai nạn như cơm bữa. Tháng cứ phải dăm ba vụ là ít. Hai xe giao lưu, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì có người về chầu ông bà. Không những thế, còn nảy nòi thêm nhiều câu chuyện ma truyền miệng đặc sắc. Nào là ma vẫy tay xin quá giang, ma hỏi đường. Có ông xe ôm đi qua khúc này lúc trời chập choạng tối, thấy có người đàn bà bồng con đứng bên đường vẫy tay gọi xe, hỏi có chạy về huyện không. Ông chú xe ôm cả ngày chưa được cuốc xe nào, tự nhiên có khách thì mừng lắm. Lại thấy người đàn bà tay xách nách mang,
như lỡ đổ đường. Thế là Thương Tình trở ngay không chần chừ. Dọc đường đi, đứa bé con quấy khóc, tiếng khóc trẻ con ngằn ngặt cứ văng vẳng giữa khung cảnh đường xá vắng tanh, nghe âm u đến quái lạ. Ông chú xe ôm giận hết cả da gà. Xe chạy đến nơi, ông chú cất tiền vào túi, nhìn bóng bà khách bồng con bước vào căn nhà cũ kỹ, cỏ rậm mọc đầy, chừng như đã từ rất lâu rồi không có người ở, rồi tặc lưỡi nổ máy quay xe về. Về đến nhà thì ông táo hỏa phát hiện ra tiền mà khách trả cho mình toàn bộ đều là tiền âm phủ. Hôm sau đi dò hỏi, ông mới nghe từ miệng các bà hàng nước kể rằng cách đây mấy năm, trên đèo Phượng Hoàng có một vụ tai nạn thảm khốc. Nạn nhân là hai mẹ con bị xe tải đâm chết, đứa bé còn ẵm ngửa. Mấy chuyện như thế Trường có nghe thì cũng chỉ cười khẩy, cho là mê tín dị đoan. Đường thì vừa hẹp, lại toàn đoạn cua gắt như thế, mà xe các ông phóng với tốc độ tranh giải bắt thương vàng thì lại chẳng tai nạn. Còn những câu chuyện ma chẳng qua là sản phẩm thêu dệt từ miệng mồm của mấy bà mấy thím dỗi việc, chẳng có căn cứ gì. Bằng chứng là chính Trường đã bao lần chạy xe qua con đèo này mà có gặp hồn ma bóng quế nào đâu, đi đêm hẳn hoi. Vừa nhắc thấy cái miếu nhỏ dựng ở vệ đường, Thái theo phản xạ nhắc nhở: "Này, đến đèo Phượng Hoàng rồi đấy, chú đi chậm lại, bật đèn pha lên, chú ý quan sát vào." "Vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm, ngồi sau tay lái thằng em này anh không phải lo cái gì." Trường nhìn thoáng qua cái miếu, thấy ai đó đã đặt vào một bó hoa, cắm thêm mấy cây nhang mới. Chợt nhớ ra mấy hôm trước lại vừa có thêm người đắp chiếu ở con đèo này. Cái đầu của kẻ luôn nhận mình là con người của chủ nghĩa duy vật đột ngột nảy số, hắn cười cười: "Sau này lỡ như có thất nghiệp thì đã có sẵn cái nghề dự phòng, đấy là ra đây buôn chiếu. Chiếu to chiếu nhỏ, một người thiếu chiếu đơn, hai người thì chiếu kép. Muốn mát thì chiếu cói, muốn bền thì chiếu nhựa. Có giá ưu đãi cho học sinh sinh viên, chả lo mà bán ế được, chả sợ chết đói." Thái giơ tay táng một cú thật lực vào đầu Trường, như cách anh thường làm mỗi khi thằng em trai não phẳng của mình bắt đầu có những phát ngôn đi vào lòng đất. "Tiến sư mày, mày chơi đá đấy à?" Cú cốc đầu làm ở Trường xém nổ đom đóm mắt, tay lái suýt lạng vào thanh barrier. Hắn kêu lên oai oái: "Em nhỡ mồm, đùa tí thôi mà." "Đùa cái đầu mày ấy, không nhớ đang ở đâu à mà dám đùa kiểu đấy? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tao bảo bao lần rồi, không tin thì cũng đừng mà nói năng linh tinh." Thái độ nghiêm khắc của ông anh làm Trường nín tinh đi, nhận ra mồm miệng của mình đi hơi xa. Biết anh mình là người duy tâm, thôi thì tránh nhắc đến vấn đề này là hơn. Không còn những câu bông đùa cười cợt nữa, bầu không khí đã trùng hẳn lại. Trường im lặng lái xe, ném một cái ngáp thật dài. Bỗng thấy sao mà buồn chán quá đỗi. Ánh đèn xe vàng khè hằn lên một vệt dài xuống mặt đường nhựa trước mặt. Một khoảng im lìm. Xe tới một khúc quanh, Trường giảm tốc độ, sợ đầu bên kia có xe đi ngược chiều. Hắn bóp còi ra hiệu thì phát hiện ra còi xe không kêu, nhấn tới nhấn lui vẫn tịt ngóm. Bỏ mẹ, sao nó lại lựa đúng cái lúc cực kỳ không thích hợp như thế này mà lại dở trứng. Trường chửi thề, đi sát vào mé trong. May mà bên kia đường trống. Đi tiếp một hồi, Trường lờ mờ nhận ra có cái gì đó không bình thường. Im ắng quá, im ắng lạ thường. Hình như cả con đường đèo ngoằn nghèo này chỉ có độc một vật thể đang chuyển động, là chiếc xe Jim đang chở hai anh em thôi. Hai sinh vật duy nhất còn gọi là con người. Không còn bóng dáng một chiếc xe hàng nào. Giống như cung đường này đã bị cánh tài xế bỏ quên đi. Không còn những âm thanh sầm sập quen thuộc của động cơ xen lẫn tiếng lốp cao su nghiến lên mặt đường rào rạo nữa, mỗi khi có chiếc xe tải đang hùng hổ lao tới. Luồng gió tạt ngược về sau, mang theo cả mùi thuốc mà tay tài xế kẹp trên tay, lâu lâu đưa lên môi rít lấy rít để. Nghe đến gió cũng không còn nữa. Thế này thì lạ lùng quá. Vừa rồi hắn còn nghe tiếng gió rít bên tai. Không chỉ có thế, ngay cả tiếng động cơ con xe Jim trong hoàn cảnh này vốn đã phải vang lên ầm ĩ cũng trở nên rất đỗi mơ hồ. Tựa như có bàn tay ai đó vừa vặn nút volume chỉnh mọi thứ âm thanh về không. Tựa như đôi tai của Trường vừa bị ai đó bưng kín, ngăn cách màng nhĩ với mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. Hiện tại, thứ duy nhất của Trường còn cảm nhận được là hơi thở của chính mình.
hắn sợ rằng ngay cả đến giọng nói cũng biến mất đi. Sẽ như thế nào nếu bây giờ mở miệng ra và phát hiện ra cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào? Dây thanh quản chỉ nằm im như không có bất kỳ mối liên hệ nào với cơ thể đang chứa chấp nó. Trường hơi há miệng ra, từng luồng hơi trắng tuôn ra. Lạnh, lạnh quá. Cái lạnh sản sinh ra từ bóng tối xung quanh, nó bủa vây, bám lên áo quần, len lỏi vào từng tấc da thớ thịt, ngấm vào từng lóng xương. Đôi mắt trợn trừng không chớp, Trường đi như người mộng du, bám theo vạch kẻ đường màu vàng mà ánh đèn xe dọi tới. Không biết đã đi mất bao lâu, cũng không nhớ là qua bao nhiêu khúc quanh, mà cung đường đèo này vẫn chưa đi hết được. Phía trước thấy loáng thoáng vật gì đứng lù lù bên vệ đường. Là một cái miếu. Cái miếu đánh dấu mốc của đèo Phượng Hoàng, với hương hoa nhang đèn còn mới nguyên. Đây đã là lần thứ 3 Trường đi qua cái miếu ấy rồi. Chẳng nhẽ suốt từ nãy đến giờ xe toàn chạy đường vòng tròn. Chuyện quái gì đang xảy ra? Không lẽ mình đang mơ ngủ? Tình huống này đúng ra nên dừng xe và xem xét tình hình. Nhưng hiện tại dẫu có cho vàng, Trường cũng không dám dừng xe, bởi hắn cứ có cảm giác dần dần. Cái cảm giác như trong bóng tối đen kịt trước mặt và sau lưng, có bao nhiêu con mắt đang lẩn khuất, đang dòm theo ánh đèn xe của anh em nó. Nó thật đến nỗi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Trường. Còn chiếc áo mặc bên trong thì đã ngấm mồ hôi ướt sũng rồi. Giả sử giờ mà dừng xe, có thứ gì đó bất thình lình nhảy sổ ra, thì chắc là hắn đứng tim mà chết. Nhưng cứ đi mãi thế này cũng không ổn, hết xăng thì biết làm thế nào. Khi đã lâm vào thế bí thì đành hỏi chuyên gia. Trường cử động hai viền môi cứng đờ, hắng giọng mấy cái. May quá dây thanh quản của nó vẫn còn ngon. Anh ơi, anh. Không có tiếng trả lời. Nghĩ chắc mình run nên nói nhỏ quá, Trường lại gọi to hơn. Anh Thái. Vẫn không có tiếng đáp lại. Trường thẳng thốt nghĩ đến khả năng mình đã đánh rơi mất ông anh ở chỗ nào rồi, vội vàng quay đầu lại kiểm tra, rồi thở phào khi thấy ông anh vẫn ngồi lù lù ở phía sau, chưa hề rơi đi đâu. Người thì vẫn còn ngồi ngay ngắn thẳng thớm như thế, thế mà gọi mãi không thưa. Anh ngủ đấy à? Khuôn mặt khuất sau mũ bảo hiểm vẫn không lên tiếng. Mọi thứ xung quanh đã bất thường lắm rồi, sao đến lượt ông anh cũng lên cơn phải gió gì thế này? Trường kêu trời, cố đè cơn sợ hãi, tính cho xe tấp vào lề. Nhưng mới chỉ tính thôi, còn chưa kịp làm gì thì người ngồi phía sau hình như đọc được đầu hắn đang nghĩ gì, đặt tay lên vai hắn ngăn lại. Chỉ nghe giọng Thái cất tên trầm trầm. Đi tiếp, không được dừng lại. Dừng lại là bọn họ bắt được đấy. Giọng nói nghe âm u, khiến Trường giật mình muốn văng cả quả tim ra khỏi lồng ngực. Bọn họ là ai? Bọn họ nào? Có phải là những ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối kia? Nhưng chắc chắn thứ làm cho Trường khiếp hãi hơn cả lại chính là ông anh đang ngồi sau lưng kia. Gọi không thưa, bất thình lình lại mở miệng ra, nói được câu lại nghe dựng cả tóc gáy. Đến lúc này dẫu có người vô thần đến đâu cũng không tránh được ý nghĩ người này bị ma quỷ nhập thân. Hắn lại cắm đầu cắm cổ phóng xe đi, thiếu điều muốn nhắm tịt mắt lại cho đỡ sợ. Nhưng làm thế thì chắc suất đi về đoàn tụ với ông bà, thế nên dù mồ hôi ứa ra chảy vào khóe mắt cay xè cũng không dám chớp. Hình như là game chưa đủ khó, nhất thiết phải tăng thêm độ kịch tính để thử thách sức bền của người chơi. Ông anh Trường kia lại thình lình lên tiếng. Đi nhanh lên, họ đang đuổi đấy. Không nhanh họ bắt được bây giờ. Với cái giọng nói âm u văng vẳng ngay sát bên tai là đôi tay vòng qua bụng Trường. Nó lạnh ngắt. Trong một thoáng thất thần, Trường bỗng nhận ra đó đâu phải là giọng của anh Thái. Giọng nói này là của một người phụ nữ cơ. Hắn run rẩy kịch liệt, đưa mắt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt tới quanh bụng mình. Đôi cánh tay quắt queo, hồ đét. Ôi bố mẹ ơi, các cụ ơi, cái mẹ gì thế này? Trường muốn gào lên nhưng không sao cử động được khóe miệng. Hai mắt trợn muốn lòi con ngươi, không dám liếc xuống gương chiếu hậu, càng không dám ngoái đầu ra nhìn sau. Thứ đang ngồi sau lưng hắn nhất định không phải là anh Thái, tuyệt đối không phải. Vậy thì anh hắn đã biến đi đâu rồi? Sao lại đổi thành thứ ma quỷ kia? Cái thứ kia siết hắn mỗi lúc một chặt, thúc giục liên hồi, còn khuyến mại thêm cho chàng cười khanh khạch, nghe hệt như tiếng máy cưa. Chạy nhanh lên, nhanh nữa lên thằng kia,
bọn họ sắp đuổi đến nơi rồi. Trong bóng tối đằng sau, nghe ra những âm thanh xào xạc quái lạ, nghe như tiếng bước chân của rất nhiều người dẫm lên lá khô, lại nghe như có cả tiếng thì thào của vô số người cùng cất lên, hòa trộn vào nhau thành một thứ âm điệu như bản hợp tấu từ cõi chết. Trường vô thức nghe theo giọng nói kia, tăng ga, tăng tốc độ. Con xe Jim bất chấp tất cả lao vù vù trong bóng tối mịt mùng. Chạy đi, chạy nhanh lên, nhanh lên. Trường chạy mãi, chạy mãi, tưởng không bao giờ ngừng, giống như mắc kẹt trong một cơn ác mộng điên rồ, không tìm ra lối thoát. Cho đến khi có một lực tác động làm cái đầu của Trường ngoẹo hẳn về một bên, tưởng gãy cổ. Thứ âm thanh kinh khủng kia đột nhiên ngưng bặt. Thái vừa làm một động tác dứt khoát, táng tập mạnh vào đầu đứa em trai, dấn người lên chụp lấy tay lái, bẻ một góc 45 độ ngoặt sang trái. Chỉ một giây trước khi cả chiếc xe cùng hai anh em đâm vào thanh chắn barrier và lao đầu xuống vực, phanh xe rít lên, bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo thành hai vệt đen khét lẹt. Trường, Trường, tỉnh lại, có nghe không? Tỉnh lại ngay. Hai vai Trường bị túm chặt, lay mạnh. Một bên mặt bị đánh cho đau rát. Nhờ thế hắn giật mình thoát khỏi cơn mê man. Hai con mắt đờ đẫn trên bộ mặt ngây dại, từ từ điều chỉnh lại tiêu cự. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của người anh trai, thính lực đã khôi phục, trạng thái bình thường trở lại. Âm thanh của thế giới thực đang lần lượt ùa về. Tiếng gió đêm vun vút, tiếng cành lá xào xạc, tiếng còi xe từ xa vọng lại. Tiếng anh Thái đang gọi tên hắn. Lần này thì đúng thật là anh Thái rồi. Anh, vừa rồi là làm sao thế? Thái mặt cắt không còn giọt máu, thở hắt ra một hơi, trỏ tay về phía đoạn thanh chắn. Suýt tí nữa đã thành hiện trường tai nạn, gia tăng KPI cho tử thần trên đèo Phượng Hoàng này rồi. Tao hỏi mày câu đấy mới phải. Đang đi tự dưng mày ngây người ra như người mất hồn ấy, gọi không đáp, hỏi không thưa, rồi tình hình phóng xe như điên, tí nữa thì đâm đầu xuống vực kia kìa. Trường á khẩu, chưa biết đáp ra sao thì đột ngột có tiếng hát cất lên cùng với tiếng nhạc réo rắt, làm cả hai giật nảy mình. Giai điệu quen thuộc của bản nhạc mà Trường cài làm nhạc chuông, bình thường vốn du dương là thế, nay vang vọng giữa cảnh núi đồi hiu hắt, lại càng khiến cho người ta sởn da gà. Trường lập cập lôi điện thoại ra khỏi túi quần, ngón tay run run mãi mới ấn được nút nghe. Là con bé Thư. Anh à, em tìm được phòng nghỉ rồi nhá. Thôi cứ để em ngủ tại đây, sáng mai em về sớm nhá. Giọng nói quen thuộc của đứa em gái hàng ngày ra vào chạm mặt, sao bây giờ lại thân thương đến thế, đủ sức kéo ba hồn bảy vía của Trường quay trở lại thân thể. Không đợi nó dứt câu, Trường cắt lời. Mày điên à, ai cho mày ngủ đêm ở chỗ lạ? Ở yên đấy, chờ tao, tao với anh Thái đang đến đây. Ơ sao? Ơ ơ cái gì? Mày ở yên đấy. Trường cúp máy, giục Thái trèo lên xe, nổ máy khởi hành ra khỏi con đường đèo đáng sợ đấy. Vừa đi, Trường vừa thuật lại sự việc kinh hoàng vừa xảy ra với mình. Thái nghe mà lạnh cả người, hiểu ra ngay vấn đề. Hẳn là vì câu nói bông đùa của Trường đã vô tình phạm đến cô hồn dã quỷ đang lảng vảng nơi này, nên bị người ta dằm mặt cho. Anh bắt đầu lầm nhầm niệm kinh, niệm những câu từ mà Trường chẳng hiểu lấy một chữ. Niệm hết bài kinh rồi lại quay sang tiếp mục thuyết giảng. Một người nói, một người cắm cúi chạy xe. Cứ thế cho đến khi trông thấy ánh đèn neon hắt ra từ cái biển treo ở cổng vào bến xe thành phố. Tại đây hai anh em chia tay nhau. Sau khi đã dặn dò đủ thứ kỹ càng, Thái mới nhoẻn miệng cười, vẫy tay với Trường rồi quay người bước vào trong mất hút. Còn lại một mình, Trường tiếp tục lái xe đến chỗ cô em gái yêu quý. Thư đứng co ro trước cửa ngôi nhà một người bạn, nơi vừa tàn bữa tiệc sinh nhật linh đình. Cả chủ lẫn khách đều say túy lúy, chỉ riêng Thư không uống được nhiều là còn tỉnh. Trên tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại. Từ cuộc gọi vừa rồi, cô thoáng thấy có gì đó không ổn. Ánh đèn xe lóe lên ở đầu đường. Thư nghe tiếng động cơ xe quen thuộc vọng tới. Chẳng mấy chốc, chiếc Jim cùng người lái xe đã đứng trước mặt cô. Thư nhìn nhanh khuôn mặt anh trai, cười hì hì, chạy tới bày ngay cái vẻ mặt lấy lòng như thường lệ. Ui, ông anh trai yêu dấu, em biết ngay thế nào anh cũng đến đón em mà. Chịu mấy cái cốc đầu đau điếng, mắt vẫn nhìn không rời. Thư cố bắt lấy từng biểu hiện trên khuôn mặt của người anh. Nghe một chàng mắng mỏ xong,
Duy chỉ một câu cô bé nghe lọt. Chà, bố con dành con. Tại mày mà tao với anh Thái bị một phen khiếp vía đây này. Thứ thất thần đứng chết sững. Lát sau cô bé lấy cớ để quên thỏi son, rồi quay vào nhà, rút điện thoại ra bấm một số trong danh bạ, để tên bác sĩ Hưng. Dạ, alo, bác sĩ ạ. Cháu xin lỗi đã làm phiền bác vào giờ này, nhưng mà anh cháu, anh ấy lại nhìn thấy người anh trai đã mất, lại tái diễn rồi, bác ạ. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện Chuyến Xe Đêm của tác giả Tiêu Hà, nickname là Triều Dương, gửi cho Bí Ẩn Radio đã khép lại tại đây. Để khép lại chuyện số 2 của series Chuyện Ma Thính Giả Kể, mình xin được phép gửi thêm một ý kiến nữa của bạn thính giả Vinh Taki 4778 ở trên kênh Bí Ẩn Radio. Sau khi bạn đã nghe series Chuyện Ma Tây Bắc kể về những hiện tượng kỳ bí về ma vùng cao, đặc biệt là ma cà rồng, sau đây là góc nhìn của bạn ấy sau khi nghe về câu chuyện ma cà rồng ở Tây Bắc. Tôi đã sống được hơn 10 năm tại vùng núi Việt Bắc rồi. Ở đây cũng có hiện tượng ma cà rồng, và tôi cũng mạo hiểm tới tận nhà để trải nghiệm. Sự thật nó là như thế này. Những nhà bị cho là có ma cà rồng từng có nhà khuất nẻo xa cách với cộng đồng. Nhà nào bị gán cho là ma cà rồng thì có hiện tượng đặc biệt. Con trai thì cao ráo và đẹp trai phong nhã, cứ như hoàng tử. Con gái thì như hoa hậu, đẹp long lanh. Bản làng hết sức xa lánh, cô lập để tránh những điều không may. Nếu bị họ nguyền rủa thì có thể bị phát ốm hay gặp những tai họa nào đó. Những cô ma cà rồng mà liếc nhìn chàng nào thì ôi thôi, tâm hồn cứ như bị ám ảnh ngẩn ngơ. Ngày xưa người ta gọi là bị chài nếu xúc phạm họ. Về họ thì cũng vì bị nghi kỵ nhiều nên cũng tránh những người trong bản, mà chỉ muốn giao lưu, chỉ còn cách là đi chợ thôi. Tôi đã cùng ở với ma cà rồng thì chẳng thấy gì khác lạ nhiều. Về hôn nhân thì trong bản không ai dám lấy, cho nên họ thường đi lấy vợ lấy chồng ở vùng xa. Sau này tôi được gặp những nhà tâm linh, nhà khoa học, thì họ giải thích là tại miền núi từng có những tia phóng xạ sâu ở dưới đất phóng lên, thường ở độ sâu vài trăm mét hoặc là hơn. Khoa học gọi đó là những tia phóng xạ độc hại. Nó kích thích cây cỏ cũng như con người. Mà tia này thì đa số ở miền núi. Tia này chỉ mới phát hiện ra được độ vài trăm năm trở lại đây, khi con người đã biết dùng đến máy móc để đo đạc. Ngày xưa con người cũng đã có nhận xét gần đúng khi cho rằng đất linh phát sinh nhân kiệt. Vì lẽ đó, những vị anh hùng hào kiệt, những vị hiển hách đều có nơi sinh là miền núi. Thanh Hóa chẳng hạn, đó là nơi sản sinh ra nhiều vua chúa nhất. Nói thêm về các chàng trai, cô gái, nhà ma cà rồng, thì mọi khả năng đặc dị nào đó cũng biến mất khi họ đã có gia đình và con cái. Khi được hỏi về cách chống lại các tia đất này, thì các nhà khoa học cho rằng chỉ cần nằm ngủ trên những tấm phản gỗ dày trên 10cm là an toàn. Trên đây là kinh nghiệm mà tôi từng trải nghiệm. Còn các tin đồn quái dị khác cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Các bạn thân mến, như vậy là series Chuyện Ma Thính Giả Kể đã đi đến được tập 2 rồi. Và mình hy vọng các bạn cũng sẽ ngày càng gửi thêm nhiều chuyện nữa để mình có thể tổng hợp lại, gửi tới đông đảo các bạn hơn nữa, để lắng nghe những trải nghiệm, những câu chuyện mà các bạn, chỉ mình bạn biết thôi, thì sẽ có nhiều người biết hơn, để lan tỏa thêm cái tinh thần khám phá những câu chuyện kỳ bí và yêu thích những câu chuyện ma, để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái sở thích của mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.